Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới. Mưa vẫn còn rơi. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng mà chúng tôi vẫn nghe còn mưa rơi. Chưa biết khi nào thì hết mưa. Thảo Yên sẽ gửi đến quý vị phần chi tiết liên quan đến thời tiết trong ngày và hy vọng đây, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng ta sẽ có những ngày nắng sắp tới. Nhưng mà mưa rất tốt cho California, số lượng nước dư thừa. Trong khi đó, tình hình tài chính ngày hôm nay diễn biến ra sao? Chúng tôi có hai bản tin. Một là tài chính bình thường mỗi ngày vào lúc 8 giờ sáng. Thứ hai là mức thuế tại các tiểu bang. Tình trạng hiện nay, nhiều tiểu bang cũng muốn thông qua các luật để tìm cách tăng thuế đối với người giàu, trong đó có California. Và nhìn chung trên toàn liên bang, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng tìm cách tăng thuế bởi vì ông cho đó là một sự không đồng đều giữa người giàu quá, tỷ phú, trăm triệu, triệu phú mà không trả thuế bằng những, thậm chí những người y tá, những người giáo viên đang đi làm. Chúng tôi có bảng thống kê về thuế để cho thấy người dân ở các tiểu bang, 50 tiểu bang của Hoa Kỳ này trả thuế không đồng đều như thế nào. Nhưng mà sáng ngày hôm nay, bên phía Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cơ quan Thống kê Lao động cho biết trong 3 tháng cuối năm 2022, tức là quý 4 của năm 2022, họ đang chờ đợi con số thống kê của quý 1, nhưng phải chờ hết tháng 3 rồi chúng ta mới có được thống kê của quý 1 của năm 2023. Nhưng mà quý 4 của năm 2022 đó, nền kinh tế Hoa Kỳ tụt giảm một chút xíu. Tại sao một chút xíu thưa quý vị? Trước đó, tức là tam cá nguyệt thứ 3, từ tháng 6 cho đến tháng 9, mức tăng là 2,7%. Nền kinh tế, mặc dù chúng ta nghe thấy con số nó nhỏ, thế nhưng nền kinh tế lớn nhất thế giới của Hoa Kỳ này là khổng lồ. Cho nên mức tăng 2,7% xem là ok. Nhưng mà sang đến tam cá nguyệt thứ tư đó, thì nó giảm xuống từ 2,7 xuống còn 2,6%. Xuống có .1% mà thôi. Mặc dù vậy, vẫn xuống. Quý vị tưởng tượng xem nền kinh tế mấy chục ngàn tỷ Mỹ Kim như vậy mà nhích lên nhích xuống như vậy cũng bao nhiêu tỷ rồi. Thì đối với giới đầu tư sau khi họ nghe tin đó thì họ lại mừng. Nền kinh tế đi xuống mà mừng. Lý do là nền kinh tế đi xuống như vậy họ cũng mong rằng cái tình trạng lạm phát cũng giảm theo. Và khi tình trạng lạm phát giảm thì điều gì xảy ra? Quỹ dự trữ liên bang sẽ ngừng tăng lãi suất. Tăng lãi suất vẫn là cái nhức đầu mà ảnh hưởng tới các ngân hàng ngày hôm nay. Tuy nhiên cái con số đó, quá nhỏ đi, đã khiến cho mối quan tâm đối với các ngân hàng, ảnh hưởng của các ngân hàng vẫn còn. Và vì thế sáng ngày hôm nay, chỉ số của các cổ phiếu liên quan đến ngành ngân hàng tiếp tục suy giảm. Nhưng mà mặt khác, các chỉ số khác lại tăng. Và vì thế, sáng nay có lúc mà Dow Jones lúc mở cửa đã lên trên 100 điểm, thưa quý vị. Bây giờ thì lên khoảng 86 điểm. Trước bản tin mà đối với giới đầu tư vẫn xem là một tin lạc quan, dù rất nhỏ nhoi. Nhưng mà bây giờ họ chỉ cần một tin nào đó nhỏ nhỏ liên quan đến việc phân lời đừng tăng nữa và lạm phát giảm. Nếu các chỉ số về lạm phát giảm sắp tới đây, chúng ta sẽ thấy thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ sẽ tăng rất mạnh. Cho nên bây giờ thực sự mà nói đó, những quý vị nào nhìn thấy cái tiền đầu tư của mình mất trong thời gian qua thì vẫn có thể tin tưởng trong thời gian tới. Bởi vì một khi lạm phát giảm thì
chứng khoán sẽ tăng trở lại. Nasdaq lên gần 100 điểm, S&P 500 lên 22 điểm. Như chúng tôi đã thưa đó, các chỉ số của các ngân hàng hôm nay tụt giảm cũng vừa phải, không mạnh lắm. Chẳng hạn như là Charles Schwab, công ty chuyên về đầu tư có bao nhiêu ngàn tỷ Mỹ Kim, xuống tới gần 4%. First Republic Bank đã xuống 2%. Hartford Financial, vân vân, cũng xuống hơn 1%. Còn trái phiếu 10 năm là 3,56, 5 năm là 3,68. Dầu lên tiếp tục 99 sen, 94 sen lúc này, 73 đồng 91 sen. Vàng cũng lên theo ngày hôm nay ở mức 1988 đồng 60 sen. Có các chuyên gia dự đoán vàng sẽ vượt quá 2.000 đô la. Và bây giờ là thời tiết, lúc nãy tôi nghe, lúc mà nghe mưa vẫn còn, nhưng mà khi nào thì hết mưa thôi. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, khoảng chừng đâu sau 9 giờ đó là họ nói là hết mưa. Bây giờ vẫn còn nghe nhỏ nhỏ, nhưng mà đến khoảng 2 giờ trưa đó thì lại có thêm một cái đợt mưa tí tí nữa, rồi coi như là xong luôn đó thưa quý vị, là hết rồi. Không luôn được phải không? Đúng rồi. Cứ nhìn sắp những ngày tuần tới là ok vào. Dạ vâng, qua đến ngày mai quý vị thấy là khô ráo, hơi âm u tí thôi, gió thì gần 10 dặm một giờ, gió hơi nhiều thưa quý vị. Và gió lớn như vậy đó kéo dài luôn hết cuối tuần này. Nhưng mà may đó, bắt đầu là chủ nhật, thứ bảy chủ nhật là coi như là nắng lên nhiều rồi, cho nên là nhiệt độ tăng. Cuối tuần này trời ấm ấm hơn một tí, khoảng 68-69 độ. Nhưng mà đến đầu tuần đó, quý vị thấy thứ hai, thứ ba, hai ngày này đó là không có mưa đâu, nhưng mà không biết sao mà gió nhiều lắm. Ngày thứ hai gió đến gần hơn 20 dặm một giờ. Cho nên là đầu tuần sau quý vị đi đâu nhớ cẩn thận là gió lớn. Trước khi chúng tôi gửi đến quý vị bản tin liên quan đến vụ mà rơi chiếc trực thăng vân vân, hồi nãy tôi có đề cập đến vấn đề mà thuế má trên 50 tiểu bang ấy, thì thật nhanh thưa quý vị để kết thúc cái phần thứ nhất của thời sự thế giới. Ngày hôm nay thì theo thống kê về thuế má, property tax, thuế thổ trạch, thuế nhà đất mà hầu như quý vị đi mua nhà ở thuế ở Texas là gần 3% so với căn nhà, cho nên giá nhà ở Texas cho quý vị phải khi mà mua đó phải trả thêm 3% tiền thuế. Income tax, thuế lợi tức của người dân cộng với sales tax, thuế mua bán, mua cái gì cũng phải đóng thuế ở tại Mỹ này, ở bất cứ tiểu bang nào, nhưng mà tùy theo mỗi tiểu bang cái mức thuế nó khác nhau. Thì đây là các tiểu bang được thống kê có mức thuế cao nhất đối với cư dân. Đây cũng là lý do mà nhiều cư dân đã rời bỏ các tiểu bang này trong thời gian qua. New York, mức thuế cao nhất nước Mỹ 12,47%. Tức là bao gồm thuế thổ trạch quý vị phải đóng nếu quý vị có nhà ở đây, thuế mua bán và thuế lợi tức cá nhân. Hawaii đứng hạng thứ nhì 12,31%. Kế đến là tiểu bang Maine, không có California thưa quý vị. Illinois, những cái tiểu bang nghèo như vậy mà mức thuế rất là cao. Ngược lại, thuế thấp nhất trên toàn nước Mỹ, Alaska 5%, Florida đứng giữa 6,33%, không có California. California mức thuế trung bình dưới 12%. Nhưng mà chúng ta thấy Florida với mức thuế thấp như vậy, bao gồm tất cả các thuế, đó là lý do tiểu bang này cũng là cái địa điểm thu hút rất đông di dân đến đây trong thời gian qua. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Cảm ơn
ơn quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình. Và thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua ở tại tiểu bang Kentucky xảy ra một cái vụ tai nạn. Hai chiếc trực thăng Black Hawk của quân đội đã bị rớt trong lúc mà diễn tập, khiến cho tất cả 9 binh sĩ ở trên hai cái chiếc trực thăng này toàn bộ đều tử nạn. Thì bây giờ đó, theo phía quân đội cho biết là cái tai nạn xảy ra là vào khoảng 10 giờ tối ngày hôm qua ở một cái quận gọi là quận Trick. Nơi này đó có một cái căn cứ quân sự gọi là Fort Campbell. Thì hai chiếc Black Hawk HH-60 là của cái sư đoàn gọi là 101 First Airborne Division thưa quý vị. Và hai cái chiếc này thuộc cái sư đoàn này, và họ đang thì mỗi một chiếc đó chở 4 hoặc là 5 binh sĩ đang diễn tập trong cái trường hợp họ gọi là medical evacuation, sơ tán y tế. Thì bây giờ vẫn chưa biết lý do vì sao mà gặp nạn, cả hai chiếc Black Hawk này đều rớt hết và toàn bộ binh sĩ không ai sống sót cả. Thì phía quân đội họ cho biết là vì diễn tập ban đêm cho nên là cả hai chiếc này đều được trang bị night vision goggles. Thì sư đoàn 101 First Airborne đó là cái đơn vị duy nhất có thể tác chiến ở trên không của Army, và được thành lập vào năm 1942. Thì bây giờ phía quân đội họ cho biết là họ đã cử một nhóm các chuyên gia đặc biệt đến từ Alabama để mà điều tra cái vụ này. Thì họ mong là họ sẽ tìm thấy được những cái gọi là cái onboard computers gắn ở trên hai cái chiếc Black Hawk. Nó giống như là black box của những cái chiếc máy bay dân sự bình thường đó. Thì khi mà tìm được những cái chiếc này thì sẽ truy tìm lại được là chuyện gì đã xảy ra lúc 10 giờ tối khi mà hai cái chiếc Black Hawk này bị rớt. Trong khi đó, ngày hôm nay bà Thái Anh Văn đã đến Los Angeles trong chuyến công du vùng Trung Mỹ, mà theo dự trù bà sẽ gặp ông Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, ông Kevin McCarthy. Chúng tôi đã loan tin này, và Trung Quốc ngay lập tức ngày hôm qua cũng đã tuyên bố sẽ đáp trả mãnh liệt nếu như bà Thái Anh Văn gặp gỡ, nếu như giới chức lãnh đạo ông Kevin McCarthy đứng hàng thứ ba quyền lực của nước Mỹ là ở vai vế Chủ tịch Hạ viện. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ đề cập đến bản tin này trong phần tin tức nổi bật cùng với Đinh Quang Anh Thái để bàn về chuyến đi này cùng với cái phản ứng vân vân. Một phản ứng mà chúng ta thấy thường lệ, bởi vì họ nói bà Thái Anh Văn năm nào cũng bay ngang Mỹ hết. Bà đi các nơi nhưng mà bà... bởi vì Hoa Kỳ không có công nhận Đài Loan chính thức là một quốc gia có chủ quyền, không công nhận điều đó. Cho nên làm gì thì làm, bà vẫn muốn giữ cái mối quan hệ đồng minh quan trọng đối với Hoa Kỳ. Trên hình ảnh quý vị nhìn thấy ông Tập Cận Bình so sánh với bà Thái Anh Văn, mà nhìn qua thì mình thấy được là cái sự khác biệt giữa hai nhà lãnh đạo nó lớn như thế nào. Và cho thấy được Đài Loan đang hưởng một cái thể chế dân chủ tự do thật sự như thế nào. Bởi vì ngày hôm nay, tương tự như các quốc gia ở vùng châu Á, trong đó chúng ta thấy có Nam Hàn, Nhật Bản, Singapore, v.v. Những quốc gia thật sự là tự do dân chủ. Người dân được đi bỏ phiếu, bầu chọn người lãnh đạo, được quyền đi bỏ phiếu, và đó là cái trách nhiệm và quyền công dân tương tự như Hoa Kỳ này. Thứ hai, tự do báo chí. Một điều mà người Việt Nam chúng ta không có được ở trong nước, đó là một tin rất buồn. Chưa biết bao giờ, bởi vì không có tự do báo chí làm sao đánh được tham nhũng. Cho nên chỉ có mấy ông vì quyền lực ở trong nước như mấy ông công an, rồi từ tổng bí thư đánh xuống cho tới cấp thủ tướng, chúng ta thấy là nội bộ ẩu đả nhau, tự thanh lọc lẫn nhau, mà không quan tâm tới cái nguyện vọng của người dân. Họ muốn thay đổi. Và vấn đề tham nhũng, vấn đề hối lộ, vân vân đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng của Việt Nam ngày nay, thua xa so với các quốc gia láng giềng. Thì ở Đài Loan chúng ta mới thấy nhỏ xíu thôi, một cái đảo rất là nhỏ. Ấy vậy mà cũng có một cái nền kinh tế khổng lồ so sánh với các quốc gia khác. Nhờ cái việc dân chủ đó, và nếu quý vị theo dõi các hoạt động của hai vị lãnh đạo, một bên là của Trung Quốc, một bên là của Đài Loan, lẽ đương nhiên là Trung Quốc là một ông khổng lồ rồi, mình không nói.
Nhưng mà cái cách hành xử của Tập Cận Bình chúng ta mới thấy được nó khác xa với một vị lãnh đạo Đài Loan. Bà Thái Anh Văn được người dân yêu thương lắm. Và nếu quý vị theo dõi các cuộc phỏng vấn với bà lên trên sân khấu của những cái chương trình đại hội người trẻ đó. Người trẻ họ tổ chức những cuộc thảo luận về chính trị ở Đài Loan thưa quý vị. Yeah. Họ mở một diễn đàn và nói chuyện về chính trị rất là rộng rãi, từ mạng xã hội cho đến đài truyền thông hàng đêm. Và người trẻ Đài Loan á, họ theo dõi rất sát chính trị. Bởi vì sao? Họ được đến gần với sự tự do và dân chủ từ bao nhiêu thập niên qua rồi. Họ quen rồi với cái mức sống đó rồi. Và cái chính trị nó ăn sâu vào trong đời sống của họ luôn. Mở tivi lên mà người trẻ mười mấy, 15, 16 tuổi thôi là họ cũng theo dõi. Bởi vì sao? Cái chuyện chính trị ở Đài Loan á, nó được cổ vũ từ những người nổi tiếng, những người gọi là influencer đó, những người nổi tiếng ở trên mạng. Họ nói chuyện chính trị với nhau mà biến cái chuyện chính trị đó thành cái câu chuyện vui. Quý vị có thể tưởng tượng, bà Tổng thống đã ngồi xuống với một người điều hợp chương trình, nói chuyện hài hước với nhau, chuyện vui với nhau. Và sau đó là những câu hỏi thực tế về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với vấn đề an ninh của Đài Loan như thế nào. Thì từ cái chuyện mà hài hước bước sang những cái câu chuyện nghiêm túc hơn. Làm thế nào mà chúng ta nghe được Tập Cận Bình? Làm thế nào để chúng ta nghe được một Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng? Làm thế nào để nghe một nhân vật lãnh đạo Việt Nam mà ngồi xuống nói chuyện với người trẻ? Toàn là nói chuyện với đoàn thanh niên cộng sản, với thành viên đảng cộng sản không thôi. Họ không xem những cái thành phần khác là quan trọng trong xã hội. Và đó là cái sự khác biệt rất lớn giữa Đài Loan và Trung Quốc ngày nay. Chỉ riêng cái nhân vật lãnh đạo mà thôi. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó, xin lỗi quý vị, không phải hôm qua, tính theo giờ của Nga là ngày hôm qua, nhưng mà là thứ năm ở tại Hoa Kỳ này, phía chính phủ Nga đã vừa mới bắt giữ một ký giả, ông là công dân của Hoa Kỳ và đang làm việc cho tờ Wall Street Journal, bị bắt. Và phía Nga đó ngay lập tức cáo buộc ông cái tội là làm gián điệp và thực hiện những cái hành vi phản quốc. Thì đây là ký giả Evan Gershkovic, 33 tuổi, ông làm việc cho tờ Wall Street Journal và là công dân của Hoa Kỳ, bị bắt ở tại một cái thành phố gọi là Yekaterinburg. Và phía FSB đó là cái đơn vị đã bắt ông và đưa ra ngay những cái cáo buộc cũng như cái tuyên bố. Thứ nhất là bởi vì ông làm việc theo chỉ thị của chính quyền Mỹ, thu thập những cái thông tin liên quan đến bí mật an ninh quốc gia của Nga nhằm gây thiệt hại cho quân đội của Nga. Thì và đưa ngay khi bắt đưa ra cái tuyên bố đó thì phía FSB cũng lập tức chuyển ông từ cái thành phố Yekaterinburg đi về tòa án của Moscow liền ngay lập tức. Đây là hình ảnh mà báo chí họ ghi nhận được khi mà ông bị bắt thưa quý vị. Và khi mà đưa vào tòa đó, rất nhanh chóng phía tòa đưa ra cái lệnh là giam giữ ông cho đến ngày 29 tháng 5. Nghĩa là từ đây đến đó không có phiên tòa nào hết, cứ bị giam ở trong tù. Thì được biết ông Gershkovic là ký giả Hoa Kỳ đầu tiên bị bắt kể từ hồi chiến tranh lạnh với Nga, giữa Hoa Kỳ với Nga thôi quý vị. Và nhưng mà quý vị cũng nhớ cái vụ bắt giữ ông Gershkovic này đó, thì có thể nó liên quan đến những cái chuyện mà kể từ sau cái cuộc chiến xâm lăng Ukraine đó, Putin đã đưa ra những cái đạo luật mới gọi là bởi vì an ninh quốc gia, nhưng mà thực chất là muốn crack down tất cả những cái tờ báo, những cái đài TV nào mà dám đưa tin chống đối về cái cuộc xâm lăng Ukraine, cũng như là có một cái cớ để mà truy lùng, bắt giữ cho bằng hết những cái tiếng nói đối lập về vấn đề nhân quyền, dân chủ ở tại Nga. Và một trong những cái bài báo mới nhất của ông ký giả này đó có thể là nguyên nhân khiến cho ông bị bắt. Thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866.
Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tường trình đến tin tức đó là một ký giả công dân của Hoa Kỳ vừa mới bị Nga bắt, mà bây giờ đó theo như các chuyên gia cũng như là tờ báo mà ông làm việc là tờ Wall Street Journal đó cho thấy là có thể một cái bài báo mà ông vừa mới viết và đăng mới hôm thứ Ba thôi có thể khiến cho ông bị bắt. Thì cần phải nói thêm là ông Gershkovich đó, thưa quý vị, ông có cha mẹ là người Nga, họ trốn chạy khỏi Liên bang Xô Viết từ thập niên 60, và ông vẫn nói được thông thạo tiếng Nga. Và suốt mấy chục năm nay đó, ông ở khu vực Ukraine với Russia và có đăng ký với Bộ Ngoại giao của Nga để mà, và ông có giấy phép làm việc ở đây hợp pháp. Ông chỉ chuyên viết những cái vấn đề về Nga, Ukraine, đúng rồi, xã hội, dạ vâng, và những cái vấn đề mà của những cái còn tồn động lại từ cái thời mà Liên bang Xô Viết đó. Và cái bài báo mới nhất mà ông viết nó có cái tựa đề đó là Kinh tế Nga sắp sửa không xong sau một loạt những cái cấm vận từ phía Hoa Kỳ và Tây Phương. Thì quý vị cũng nhớ là Putin rất là ghét những ai báo đài, ký giả nào mà đăng là quân đội đang bị thất thủ ở đâu đó. Chưa kể cái bài báo này đưa ra được cái sự thật cho người dân thấy là cái lệnh cấm vận nó ảnh hưởng đến kinh tế Nga như thế nào. Thì ngay lập tức bài báo được đăng lên hôm thứ Ba, thì sáng sớm thứ Năm, ông Gershkovich đã bị bắt liền ngay lập tức. Và bây giờ đó, thưa quý vị cũng nhớ là mới đây nhất là cái vụ Nga cố tình bắt giữ công dân Hoa Kỳ là cô Brittany Griner để mà Griner, thưa quý vị, để mà trao đổi tù binh. Thì bây giờ phía các chuyên gia họ cũng nghĩ là thứ nhất, một công đôi chuyện, Putin trù dập một cái người ký giả chuyên viết sự thật mà những cái chuyện Putin không muốn, và thứ hai nữa là bây giờ đó muốn lợi dụng cái chuyện này giam giữ một công dân của Hoa Kỳ thì bắt buộc phía Hoa Kỳ phải tìm mọi cách để mà trao đổi lấy anh trở về, thì có thể phía Nga lại đòi thêm những cái tù nhân nguy hiểm nào nữa mà Hoa Kỳ đang bắt giữ. Ngày hôm nay cơ quan thống kê của Hoa Kỳ đưa ra con số để cho thấy được trong năm qua cái số người rời khỏi các tiểu bang đi đâu và những người này về lại nơi nào khác, và không tính tới số di dân bất hợp pháp. Chúng tôi dùng cái chữ bất hợp pháp ở đây có nghĩa là những người mà đưa qua đường biên giới, bây giờ họ cả bao nhiêu trăm ngàn người, có thể lên đến cả triệu người, họ giải rác đi đâu. Không thể tính được những người này, chỉ có thể tính được những người nào điền đơn vào việc thống kê thôi. Và đồng thời họ có thể theo dõi bưu điện. Đơn giản là mỗi lần quý vị di chuyển đi đâu đó là quý vị phải điền đơn để xin rời địa chỉ, và dựa vào đó để họ đưa ra con số thống kê. Rất là thú vị để chúng ta tìm hiểu xem California mất bao nhiêu người. Trong thời gian qua chúng ta đã nghe thấy việc mà số người ở California đã rời bỏ, và chúng ta cũng hiểu được điều đó. Nhà cửa đất. Mới vừa cách đây vài ngày, chúng tôi vừa theo dõi một cuộc phỏng vấn với cư dân ở Los Angeles, ở ngay thành phố, trong đó kể cả Santa Monica. Quận LA thì nó lớn lắm, và nhiều thành phố nổi tiếng ven biển là nổi tiếng nhất. Một người cho biết họ trả một phòng nhỏ, một phòng ngủ, apartment, 3.500 Mỹ Kim, một phòng ngủ. Thì đó là lý do mà tại sao quận Los Angeles mất nhiều người nhất. Đây là bản thống kê để chúng ta tìm hiểu. 10 quận trên nước Mỹ này có số di dân đông lên nhất. Di dân ở đây có nghĩa là hợp pháp, có nghĩa là những người đang sống ở, thí dụ, hợp pháp ở California rời sang Arizona. Đứng số 1 trên toàn nước Mỹ, chúng tôi tưởng là ở Florida hoặc là ở Texas, nhưng thực tế là ở Maricopa, nơi có Phoenix đó. Và nơi đây cũng rất đông người Việt Nam chúng ta. Vâng, có cả cộng đồng người Việt Nam ở đây, nhà hàng, v.v.
Arizona là có số người dọn vào đây đông nhất, tăng được 56.000. Và trong số này đã rất nhiều người từ California đã chọn sang Arizona. Dù sao chúng tôi hỏi đó, thì những người này nói, dù sao thì nó xem đi xa nhưng mà cũng gần. Có nghĩa là họ nếu cần thiết có thể lái xe trong vòng 4-5 tiếng là có thể từ Arizona lái sang California được bằng một con đường 91 hoặc là con đường 10. À. Nhưng mà cái số người Việt Nam mà rời khỏi quận Cam, LA mà đi thì có Arizona và Texas, Florida. Và quả nhiên như thế. Trên tất cả các quận mà chúng ta nhìn thấy đó, Texas chiếm hàng đầu số người dọn vào đây trong các tiểu bang. Trong đó tiểu bang Harris, trong đó quận Harris là nơi có thành phố Houston á, là tăng cao 45.000, nhưng mà ở các quận khác vân vân cũng đều tăng rất mạnh. Ngược lại đó, bên phía bờ đông của Florida thì cái số người tăng không bằng bên phía bờ tây. À, thưa quý vị, nếu mà nói về bờ đông bờ tây, bởi vì Florida nó như là cái cán chảo đó, người ta gọi là cái cán chảo, bởi vì giống cái tay cầm cái chảo, một bên là đối diện với Đại Tây Dương, một bên đối diện với Gulf of Mexico, bờ biển vùng vịnh. Vì thế họ có được cái bờ biển dài nhất nước Mỹ và có thể nói trên cả thế giới. Khủng khiếp, cả một tiểu bang mà hai bên bờ là đại dương. Thì số người vào Miami vân vân nó quá đông rồi, nó cũng có tăng nhưng mà không bằng ở bên phía Tampa. Chúng tôi theo dõi các video cho thấy những người dân ở bên người Việt Nam đó, sống ở đây lâu rồi đó, họ thấy càng ngày người Việt Nam tụ về ở đây càng nhiều hơn, nhưng mà thực sự họ sống rải rác thưa quý vị, không có tập trung như ở Houston hoặc là ở quận Cam này. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn thấy dân số California mất gần 200.000 người. California mất gần 200.000 người. Quận Los Angeles mất rất nhiều ngàn người. Mấy chục ngàn. Trong số 200.000 đó, quận Los Angeles mất 90.000. Bởi vì chúng ta hiểu nó đông rồi. Traffic, xe cộ là cái vấn đề. Rồi chưa kể thuế má vân vân nữa. Thì người ta đi sang Arizona, Texas, Florida. Nhưng mà nếu so với dân số của California đó, chúng ta có thể tưởng tượng California có gần 40 triệu người, mất đi 200.000. Bây giờ còn khoảng 39.540.000 người. Quận Los Angeles có tới gần 10 triệu dân, mất đi 90.000. Thực ra không thấm tháp là bao. Nhưng mà việc mà người ta đi như thế đó cũng, nếu mà những người giàu họ đi thì coi như mất đi số tiền đầu tư khá lớn. Nhưng mà nếu mà những người nghèo họ đi đó thì ảnh hưởng về vấn đề kinh tế thì không lớn lắm đối với California. Ngược lại ở Arizona có lợi bởi vì sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhất là ở quận Maricopa với dân số tăng thêm 55.000 người. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì ông công tố viên ở tại California đã chính thức truy tố 7 người cảnh sát thuộc California Highway Patrol. Cái tội ngộ sát, bởi vì bây giờ nó liên quan đến một cái chuyện, đó là có một người đàn ông đó trong lúc mà bị California Highway Patrol bắt, ổng tử vong vào năm 2020, và bây giờ đó gia đình thì nói là hoàn toàn do phía cảnh sát sử dụng bạo lực quá mức khiến cho cha của họ bị chết. Thì đây là hình ảnh của ông Edward Bronstein, 38 tuổi thưa quý vị. Thì bây giờ đó, hồ sơ từ phía tòa án cho biết ngày 31 tháng 3 năm 2020, ông Bronstein lái xe ở trên Freeway 5, khu vực Burbank, thì bị một chiếc xe của CHP bắt ngừng lại bởi vì họ nghi ngờ là ông đang lái trong cái tình trạng say xỉn. Thì sau khi mà ông bị dừng lại ở trên đường đó, thì bước ra rõ ràng là ông có, bây giờ cảnh sát nghi là ông đang dùng drug, tại vì ông nói năng lộn xộn rồi không có đi đứng vững nữa. Thế là họ còng ông và đem về một cái sở cảnh sát ở tại Altadena.
Thì khi mà về đến đó rồi đó, họ đã có được cái lệnh là kiểm tra nồng độ cồn ở trong máu của ông, hoặc là kiểm tra drug, tại vì họ nghĩ là ông xài drug chứ không phải chỉ có say xỉn bình thường. Thì khi mà bây giờ đó, đây là những cái hình ảnh từ phía body camera của cảnh sát đưa ra cho thấy là lúc đó đó ông đang bị còng. Những người cảnh sát họ đọc cái lệnh là họ phải rút máu để mà thử cái ông coi ông có đang dùng drug hay không. Thì chuyện gì xảy ra tiếp theo mà dẫn đến cái chết của người đàn ông này, thì chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tường trình đến một cái vụ cảnh sát CHP bắt giữ một người đàn ông vào năm 2020. Nhưng mà bây giờ đó, trong khi mà bắt giữ và cảnh sát họ có cái lệnh là rút máu để mà kiểm tra xem là có phải ông này ông phạm cái tội lái xe mà đang dưới sự ảnh hưởng của drug hay không. Thì đây là cái đoạn body camera mà phía cảnh sát bây giờ họ phải đưa ra đó, bởi vì phía công tố đã truy tố cảnh sát rồi, cho thấy là thứ nhất, trước khi mà rút máu của ông Bronstein đó, thì cảnh sát họ có đọc cái lệnh là họ có cái quyền như vậy. Thì khi mà vừa mới đọc xong đó, thì bắt đầu ông này ông vẫn bị còng tay như quý vị thấy. Thì một người nữ y tá đã bước đến cầm cái kim tiêm nó chuẩn bị rút. Thì đương nhiên ông này đó, nếu mà ông làm theo thì nó không xảy ra cái hậu quả như thế này. Ông luôn miệng, ông giống như là cái vai của ông nó giật giật, ông lùi lại phía sau, rồi ông cứ nói là tại sao tôi phải làm như vậy, tại sao, tại sao. Thì lúc đó, đó những cái người cảnh sát họ mới dùng cái chân họ đá cái chân của ổng để cho ổng khuỵu xuống như quý vị thấy, và một người cảnh sát đã dùng chân đó chặn cái chân của ông này không cho ổng đứng lên. Thì họ tiếp tục nói là bây giờ chỉ cần rút một ống máu thôi, sau đó sẽ không có chuyện gì nữa cả. Nhưng mà nếu ổng cứ tiếp tục mà chống cự đó thì họ sẽ restrain ổng, là giống như chắc là trấn áp mà face down thôi quý vị. Cảnh sát họ có warning như vậy trong cái đoạn video nghe rất rõ. Và ổng lại tiếp tục không chịu nữa, và bây giờ đó ổng la lên và ổng giãy giụa rất là mạnh. Thì thế là cảnh sát thật sự họ đã trấn áp ổng xuống như thế này như quý vị thấy. Và một người cảnh sát đó đã dùng cái đầu gối của mình trấn lên lưng của ổng, và cô y tá đã rút máu từ ở trong cái cánh tay của ông này. Thì trong lúc mà cổ rút như vậy đó, thì cái đoạn video liên tục nghe là ổng cứ la lên là ổng không thể thở, ổng không thể thở. Và sau khi khoảng 2 phút như vậy đó, thì bắt đầu ổng nằm im re luôn thôi quý vị. Thì cô y tá đó trong video thấy là cổ kiểm tra cái pose ở ngay cái cổ đó, và cổ chích một cái gì đó. Bây giờ tin tức, cái bản report không có nói là cổ chích cái gì vào, nhưng mà có thể là cái nghiệp vụ của cổ là những cái loại thuốc nó reverse cái tình trạng bị overdose chẳng hạn, không biết được. Thì sau khi chích xong đó, thì rõ ràng là cô này với những người cảnh sát có lẽ họ quen với cảnh như vậy rồi, họ chờ chắc từ từ cho thuốc có tác dụng, rồi bắt đầu họ lay lay ông này, họ kêu là tỉnh lại, tỉnh lại. Thì chắc bình thường như vậy là sẽ tỉnh, nhưng mà trong trường hợp của ông Bronstein á, thì sau 6 phút đồng hồ họ chờ, có người cảnh sát còn liên tục vả vả vào mặt của ổng nữa. Nhiều khi họ nghĩ ổng giả vờ hay sao đó. Thì suốt 6 phút như vậy ổng vẫn không tỉnh. Thì lúc này đó, cô y tá cổ mới bắt đầu cổ kiểm tra mạch một lần nữa, và cổ làm những cái phương pháp giống như là CPR. Thì sau thêm 2 phút nữa, thì bây giờ cái bản báo cáo họ nói là tổng cộng từ lúc cho cuối cùng ổng la ổng không thể thở cho đến khi mà họ làm CPR đồ xong đó là 13 phút, thì cuối cùng
ổng phía cô y tá của nói là ổng ngừng thở luôn rồi, là cái đoạn video nó kết thúc. Thì bây giờ đó thưa quý vị, cái kết quả giảo nghiệm tử thi là ông Bronstein ghi rõ ràng là ổng chết vì bị trúng độc methamphetamine trong lúc đang bị restrain. Nhưng mà bây giờ nguyên nhân thì họ ghi là không thể kết luận được, tại vì cơ thể đang có một cái liều methamphetamine cao quá. Thì bây giờ trong cái chuyện này đó thì gia đình họ đã kiện tổng cộng 6 cái người cảnh sát trong cái chuyện này. Họ nói là bởi vì cái lý do cảnh sát chấn lưng của ông này đó, trong lúc ông la ông không thể thở được quá lâu rồi chờ đến mười mấy phút làm CPR, ý của gia đình luật sư đó nói là nếu như từ cái lúc mà ổng là ổng không thể thở, đừng trấn ổng nữa, lật ổng lên hay là gọi xe cứu thương gì đó thì có thể ổng không chết. Tuy nhiên bây giờ đó phía ông công tố viên của quận Los Angeles thì ổng quyết định truy tố luôn cả 6 người cảnh sát và cái cô y tá luôn nữa. Cô y tá bị truy tố cái tội là ngộ sát. Nhưng mà phía nghiệp đoàn của cảnh sát đó thì họ nói là thứ nhất cảnh sát họ không có làm gì sai trong cái chuyện này hết. Họ thấy rõ ràng ông này đó là ổng dùng drug. Họ đọc cái lệnh bắt giữ và trước khi mà họ trấn ổng xuống đó là họ đều có warning. Tại vì ông này ổng giãy giụa thì và cảnh sát cũng không có cố tình đánh đập gì ông trong cái chuyện này, cho nên là phía công tố viên đi truy tố 6 người cảnh sát như vậy là không có đúng theo tình lý. Thì nhưng mà bây giờ phía công tố viên thì họ đã truy tố rồi, thì bây giờ chỉ xem là tất cả 6 người cảnh sát này họ thuê luật sư và ra tòa đó thì phía tòa có chấp nhận cái câu chuyện của 6 người cảnh sát hay không. Vào ngày hôm nay, trường đại học Quinnipiac chuyên môn thăm dò về vấn đề chính trị, đặc biệt là thăm dò cử tri Mỹ, họ nghĩ như thế nào, cảm xúc của họ đối với các ứng viên. Và lẽ đương nhiên chúng ta biết được là ông Trump đã tuyên bố ra tái tranh cử Tổng thống 2024, và cuộc thăm dò này nhắm vào các ứng viên, trong đó có ông Trump và các ứng viên. Và kết quả cho thấy hiện nay các cử tri Mỹ đang gửi một cái tín hiệu trộn lẫn đến với ông cựu Tổng thống Donald Trump, mixed signals. Đa số các cử tri, và khi nói đến ca số này thì trường đại học Quinnipiac họ phỏng vấn cử tri Cộng hòa, cử tri Dân chủ, cử tri Độc lập, cả ba thành, tất cả các thành phần nằm trong, chứ họ không có hỏi riêng, bởi vì họ hỏi riêng đó là sang các đề tài khác. Câu hỏi đặt ra hỏi riêng các cử tri Đảng Cộng hòa đó thường là nhắm vào bên phía Cộng hòa. Nếu ngày hôm nay ông Trump DeSantis ra tranh cử tổng thống, quý vị cử tri Đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho ai? Thì đó là câu hỏi riêng biệt. Bây giờ thì bên phía Dân chủ không có lý do, chưa có ứng viên nào đối phó với ông Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên cái tín hiệu trộn lẫn này để cho thấy rằng cử tri không hài lòng đối với những gì đang diễn biến đối với ông Trump. Một trong đó là cái vụ kiện mang tính hình sự về cái số tiền gọi là hush money, số tiền được đưa ra để bịt miệng cô đào đóng phim con heo của ông Trump. Đó chỉ mới là một vụ thôi. Còn các vụ khác sắp tới, chẳng hạn như là vụ mà ông Trump tìm cách gây ảnh hưởng đến các vị chính trị gia của tiểu bang Georgia để thay đổi kết quả bầu cử, rồi những cái vấn đề khác nữa. Đa phần, majority, đa số những người thành viên của Đảng Cộng hòa khi được hỏi, nếu một người, bất kể ông Trump hay bất cứ ai, nếu một ứng viên mà đã phạm vào tội hình sự rồi, thì ứng viên đó có nên được đảng chọn ra để ra tranh cử tổng thống hay không? Đa số những người này nói không. Mặc dù bây giờ, cũng với số cử tri của Đảng Cộng hòa, vì nếu không có sự chọn lựa nào khác, mà chỉ có mỗi ông Trump với DeSantis mà thôi, thì họ vẫn tiếp tục chọn ông Trump làm tổng thống cho họ, thưa quý vị. Và cái sự khác biệt này ngày hôm nay vẫn với double digit, hai con số. Thì đó là cái kết quả. Và chi tiết của kết quả này cho thấy American, bất kể Cộng hòa, Dân chủ, Độc lập gì cả,
57% trên 38% đều nghĩ rằng criminal charge, truy tố hình sự, cần disqualify former Donald Trump, cần dẹp bỏ, loại bỏ ngay lập tức. Nghĩa là một khi một người ra tranh cử mà bị truy tố tội hình sự thì ngay lập tức cái người đó không được phép ra tranh cử. Nhưng mà đó, một lần nữa, trên thực tế thì nó không phải như thế. Trên thực tế, trong luật pháp của Hoa Kỳ không có một cái điều khoản nào mà buộc một người thậm chí đang ngồi trong tù chờ luật sư ra để ra hầu tòa đó. Mặc dù thí dụ bây giờ mình nói rằng bên phía đại bồi thẩm đoàn ở New York chính thức truy tố ông Trump về cái tội tiền bạc đó, thì ông chưa có bị kết tội. Nhưng mà nếu mà đưa vào trong tù rồi truy tố cuối cùng thấy rằng xét ông có tội đó, thì cái chuyện đó yêu cầu cử tri Mỹ yêu cầu ông không được ra tranh cử nữa. Đó là vấn đề hiện nay. Và điều này sẽ còn dẫn đến những cái hệ lụy sắp tới. Nếu như Đảng Cộng Hòa chỉ có mỗi ông Trump và nếu như cử tri Đảng Cộng Hòa chọn ông Trump ra tranh cử 2024, điều đó sẽ là một cái sự bất lợi. Vì bây giờ đa số các cử tri đều không muốn điều đó xảy ra. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com, vào trong YouTube, nhớ nhấn nút like và subscribe. Chiều nay trở lại với chúng tôi lúc 5 giờ với phần tin tức buổi chiều và bản tin nổi bật với Đinh Quang Thái. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.